Xung đột Đông Âu gây bồn rực lửa sau khi Tổng thống Nga ban hành lệnh động viên cục bộ. Trong đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói rằng Moscow đang xung đột với toàn thể phương Tây. Đáng chú ý, ông Zelensky nói gì trước cảnh báo tung đòn hạt nhân của người đồng cấp Putin? Căng thẳng leo thang, Nga bắt đầu sản xuất khí tài quân sự với cường độ cao. Nga nói đã quá trễ để trở lại đàm phán với Ukraine. Ở diễn biến khác, chiến hạm Trung Quốc theo sát tàu Mỹ, Canada trên eo biển Đài Loan. Úc cho biết đang nỗ lực ổn định quan hệ với Trung Quốc. Độc đáo, nông dân Ý lưu trữ trái cây trong hang động để tiết kiệm năng lượng. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế. Những diễn biến mới nhất liên quan đến màn đối đầu ngày càng căng thẳng giữa Nga và Ukraine, cũng nhiều tin tức đáng chú ý khác trên thế giới sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Hôm 21 tháng 9, cả Tổng thống Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đều thừa nhận Moscow đang trong cuộc xung đột với toàn bộ phương Tây thay vì chỉ một mình Ukraine. Nhận xét này được các vị lãnh đạo Nga đưa ra đúng vào thời điểm các vùng Kherson, Zaporizhia và các nước Cộng hòa tự xưng ở Donbass thông báo trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga, dự kiến diễn ra vào ngày 23 đến ngày 27 tháng 9 tới. Theo Sputnik News, ông Shoigu đã nói rằng các quốc gia phương Tây, nhất là thành viên NATO, vẫn ngày ngày viện trợ khí tài cho Ukraine, từ vũ khí cầm tay cho đến các loại vũ khí hạng nặng hiện đại và cả hệ thống liên lạc xử lý thông tin. Vị bộ trưởng cũng chỉ ra hơn 70 vệ tinh do thám quân sự và 200 vệ tinh dân sự đã được phương Tây huy động để hỗ trợ Ukraine. Chưa kể, đã có ít nhất 150 chuyên gia quân sự phương Tây được triển khai đến tham vấn cho quốc gia Đông Âu này. Thông điệp trên được ông Shoigu đưa ra theo sau tuyên bố tổng động viên cục bộ của Tổng thống Vladimir Putin hôm 21 tháng 9. Mệnh lệnh của ông Putin sẽ cho phép quân đội Nga huy động 300.000 quân nhân phục vụ chiến dịch quân sự tại Ukraine. Những người được gọi nhập ngũ sẽ trải qua khóa huấn luyện bổ sung, có tính đến kinh nghiệm của một hoạt động quân sự đặc biệt trước khi được gửi đến các đơn vị. Nói về các sắc lệnh động viên binh sĩ trong thời gian tới, ông Shoigu cho biết đó là hành động cần thiết để bảo vệ phòng tuyến giáp với Ukraine dài 1.000 km, cũng như bảo vệ người dân Nga trong vùng giao tranh. Trước lo ngại lệnh động viên sẽ ảnh hưởng đến học sinh sinh viên, ông Shoigu cho biết chỉ có những quân nhân dự bị có kinh nghiệm, chuyên môn và chiến đấu mới nằm trong danh sách gọi và chỉ chiếm vỏn vẹn 1% tổng quân nhân dự bị của nước này. Đáng chú ý, trong tuyên bố hôm 21 tháng 9, Tổng thống Putin cũng đã cáo buộc phương Tây cố gắng đe dọa Nga bằng vũ khí hạt nhân. Ông khẳng định Moscow sẽ sử dụng sức mạnh của toàn bộ kho vũ khí, bao gồm vũ khí hủy diệt để bảo vệ chủ quyền đất nước. Nhà lãnh đạo Nga còn nhấn mạnh đây không phải là một lời dọa nạt suông. Chia sẻ với kênh truyền hình Bild của Đức hôm 21 tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông không tin Moscow có thể dùng đến lựa chọn hạt nhân trong cuộc xung đột Đông Âu. Cụ thể, khi được hỏi về một cuộc tấn công hạt nhân tiềm tàng từ Nga vào quốc gia mình, ông Zelensky nói, tôi không tin ông Putin sẽ sử dụng vũ khí này. Tuy nhiên, ông lưu ý, vẫn có những rủi ro vì không thể đoán biết được ông Putin nghĩ gì trong đầu. Mặt khác, Tổng thống Ukraine khẳng định chiến lược chống Nga của nước ông vẫn không đổi. Chúng tôi sẽ từng bước hành động theo kế hoạch. Tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ giải phóng lãnh thổ của mình, ông Zelensky nhấn mạnh. Hiện Nga chưa đưa ra bình luận gì liên quan đến phát biểu của Tổng thống Ukraine. Trong khi đó, trang RT đưa tin hôm 21 tháng 9, Rostec, gã khổng lồ công nghiệp quốc phòng do nhà nước Nga sở hữu, đã tuyên bố sẽ tăng cường khả năng sản xuất của mình để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về khí tài quân sự sau khi Tổng thống Vladimir Putin ban bố lệnh động viên một phần và xung đột ở Ukraine có nguy cơ kéo dài. Đại diện Rostec cho biết, nhiều doanh nghiệp của tập đoàn này đã đưa ra các điều kiện đặc biệt, trong đó quy định nhân viên thường xuyên làm việc ngoài giờ vào cuối tuần. Đơn vị này cũng bày tỏ hy vọng có thể đóng góp vào sự nghiệp chung giúp Nga thắng thế trong cuộc xung đột ở Đông Âu. Tuyên bố trên được đưa ra giữa bối cảnh Tổng thống Putin yêu cầu ngành công nghiệp quốc phòng đẩy nhanh tiến độ sản xuất để đáp ứng các đơn mua sắm khí tài của nhà nước. Rostec chịu trách nhiệm cho 40% trong số đó. Gã khổng lồ này đang sản xuất tiêm kích, hệ thống pháo binh, vũ khí chính xác cao, thiết bị liên lạc và hệ thống tác chiến điện tử vô tuyến cùng nhiều loại khí tài khác.
Chia sẻ với hãng thông tấn Nga Interfax, ông Leonid Slutsky, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Nga cho biết, Moscow sẽ không có cuộc đàm phán nào với Kiev sau khi hai nước Cộng hòa tự xưng ở Donbass và các vùng lãnh thổ khác xúc tiến quá trình gia nhập Nga. Cụ thể, ông Slutsky nói, Ukraine đã vi phạm tất cả các thỏa thuận có thể đặt ra. Thời điểm để đôi bên quay trở lại đảm phán đã trôi qua từ lâu và khó có thể đảo ngược. Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin cho biết, Moscow sẽ tôn trọng kết quả của cuộc trưng cầu dân ý tại các khu vực của Ukraine về việc trở thành một phần của Nga. Ông Slutsky dự đoán, số phiếu ở những khu vực trên sẽ ủng hộ cho việc gia nhập Nga. Sau khi Moscow chấp nhận kết quả, sẽ không có lợi ích gì để Nga đàm phán thêm với Ukraine nữa. Chia sẻ với TASS, vị quan chức nói rằng, thật không may, các cuộc đàm phán đã bị bỏ ngỏ trong một thời gian. Phương Tây và quân đội do Kiev hậu thuẫn đã tuyên bố họ chưa sẵn sàng đàm phán. Trong khi đó, theo RT, chính quyền Kiev và các quốc gia phương Tây đã lên án thông báo về các cuộc trưng cầu dân ý sắp tới tại các vùng thuộc Ukraine nhưng do Nga kiểm soát. Các nước đã nhấn mạnh sẽ không công nhận kết quả từ cuộc bỏ phiếu này. Ông Andrei Yermak, chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói rằng, ban lãnh đạo Ukraine cam kết tiếp tục nỗ lực giành lại các vùng lãnh thổ. Ukraine sẽ giải quyết mọi hoài nghi từ Nga, và điều đó chỉ có thể được thực hiện bằng vũ lực. Theo báo cáo từ Bộ Quốc phòng Anh, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã buộc phải chuyển hạm đội Biển Đen của mình từ bán đảo Crimea về miền nam nước Nga sau các cuộc tấn công của Ukraine, Newsweek hôm 20 tháng 9, dẫn lời báo cáo cho hay. Điều này có thể là do vấn đề an ninh địa phương. Trong bản cập nhật tình hình về xung đột Ukraine, Bộ Quốc phòng Anh cho biết, sau khi Ukraine tấn công sâu vào bán đảo Crimea, chỉ huy hạm đội Biển Đen của Nga gần như chắc chắn đã di rời các tàu ngầm lớp Kilo khỏi cảng Sevastopol ở Crimea đến cảng Novorossiysk trong vùng Krasnodar. Khả năng cao là do sự thay đổi gần đây về mức độ an ninh địa phương khi diễn ra các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine, Newsweek trích báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh cho hay. Bộ còn trích dẫn các cuộc tấn công vào trụ sở hạm đội Nga trong 2 tháng qua. Theo báo cáo của Anh, việc đảm bảo đồn trú của hạm đội Biển Đen tại Crimea có thể là một trong những động cơ thúc đẩy Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine vào năm 2014. Hồi tháng trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng Ukraine sẽ giành lại quyền kiểm soát Crimea. Phía Kiev cũng thừa nhận sử dụng tên lửa và rocket trong một loạt tập kích các căn cứ không quân của Nga trên bán đảo. Hiện Moscow chưa đưa ra bình luận về báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh. Ở diễn biến khác, theo Taiwan News hôm 21 tháng 9, một số báo cáo từ các nhà phân tích quân sự cũng như các ảnh chụp vệ tinh cho thấy đã có ít nhất 4 tàu chiến Trung Quốc theo sát các chiến hạm Mỹ và Canada ở eo biển Đài Loan. Trước đó vào hôm 20 tháng 9, hạm đội 7 của Hoa Kỳ đã thông báo rằng khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường lớp Alec Buck USS Higgins DDG-76 cùng tàu khu trục loại nhỏ lớp Halifax của Hải quân Canada HMCS Vancouver FFH-331 đã di chuyển qua eo biển Đài Loan để thực hiện một số nhiệm vụ trong khu vực. Trong thông cáo báo chí được phát đi cùng ngày, hạm đội 7 đã nhấn mạnh rằng đây là vùng biển quốc tế, nơi mà các quyền tự do hàng hải, hàng không được quy định theo luật pháp quốc tế. Tối cùng ngày, cơ quan phòng vệ của đại đảo Đài Loan còn cho biết thêm, vào thời điểm đó, phía Trung Quốc cũng đã triển khai ít nhất 4 chiếc tàu chiến để giám sát lực lượng Mỹ và Canada. Đoàn Đồng, một nhà báo độc lập cũng đã đăng tải những hình ảnh được chụp từ vệ tinh Sentinel-2 lên Twitter của mình. Trong đó cho thấy có ít nhất 2 khu trục hạm Trung Quốc đang ở phía đối diện tàu Mỹ, Canada. Ngoài ra, một chiếc khác án ngữ ở phía đông và một chiếc theo sau từ phía nam. Nhà báo này còn cho biết thêm một trong số các tàu đó là khinh hạm Thai 054A và có khả năng cao 3 chiếc còn lại cũng là các khinh hạm cùng loại. Hôm 21 tháng 9, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã kêu gọi Mỹ đừng tiếp tục gây rối trong khu vực. Đây là lần thứ hai trong vòng một tháng, Mỹ đã đưa tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan. Mặt khác, Mỹ và Canada từng cùng nhau thực hiện nhiệm vụ tương tự vào tháng 10 năm ngoái. Trung Quốc luôn lên án các hoạt động như vậy và cho biết lực lượng hải quân của họ đã giám sát, cảnh cáo các chiến hạm nước ngoài. Tuy nhiên, tàu hải quân Mỹ vẫn thường xuyên đi qua eo biển Đài Loan, đôi khi đi cùng các tàu của đồng minh Anh hay Canada. Những chuyến tuần hành này thường khiến Bắc Kinh bày tỏ bất bình do Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời. Cũng theo Taiwan News hôm 21 tháng 9, một chuyên gia nổi tiếng về vấn đề Trung Quốc cho biết khó có thể nói trước tương lai của vùng lãnh thổ Đài Loan. Cụ thể, Chao Chao Sun, giáo sư danh dự tại Đại học Tham Khang ở thành phố Tân Đài Bắc, chuyên gia nổi tiếng nghiên cứu về Trung Quốc dự đoán rằng chính quyền Trung Quốc sẽ cố gắng thay đổi tình hình ở đôi bờ eo biển Đài Loan ngay khi Chủ tịch Tập Cận Bình
đắc cử nhiệm kỳ thứ 3 trong Đại hội Đảng lần thứ 20 diễn ra vào ngày 16 tháng 10 tới. Do đó, đảo Đài Loan cần theo dõi chặt chẽ mọi động thái từ phía đại lục để chuẩn bị các biện pháp và kịch bản đối phó. Theo ông Chao, Hoa Kỳ ngày càng đóng vai trò lớn hơn đối với tình hình eo biển Đài Loan. Vì Trung Quốc không đàm phán trực tiếp với chính quyền Đài Loan, nên quan hệ giữa hòn đảo với Mỹ ngày càng trở nên quan trọng. Trung Quốc xem Đài Loan là một tỉnh đang chờ thống nhất và luôn tuyên bố sẽ nỗ lực sáp nhập đôi bờ eo biển trong hòa bình. Chính quyền Trung Quốc đã nhiều lần yêu cầu Mỹ ngừng can thiệp vào vấn đề nội bộ của nước này, chấm dứt bán vũ khí cho hòn đảo như một cách tiếp tay cho thế lực đòi độc lập ở Đài Loan. Hôm 22 tháng 9, hai quốc gia tỷ dân châu Á là Trung Quốc và Ấn Độ tuyên bố sẽ sớm hoàn thành việc rút quân, cũng như tháo dỡ các cơ sở hạ tầng quân sự tại khu vực tranh chấp Gogra hay Hot Spring. Đây là một động thái được đánh giá là tích cực và góp phần hạ hỏa căng thẳng tại các khu vực điểm trên cao dãy Himalaya, vốn nổ ra từ hồi tháng 4 năm 2020 đến nay. Trong bối cảnh hai nước vẫn còn đang trong trạng thái đối đầu căng thẳng, Tổng tư lệnh Hải quân Ấn Độ, Đô đốc Hari Kumar cho biết Bắc Kinh là một thách thức đáng gờm cả ở trên bộ cũng như trên biển. Bên cạnh đó, vị đô đốc này còn nhấn mạnh việc Trung Quốc hợp tác với Pakistan, đối thủ không đợi trời chung của Ấn Độ, đã khiến nước này phải đối mặt thử thách từ hai phía. Hiện Trung Quốc chưa đưa ra phản hồi nào liên quan đến bình luận của phía Ấn Độ. Trong khi đó, theo Sputnik News, Trung Quốc đã đưa cho Úc một danh sách gồm 4 yêu cầu nhằm tái thiết lập quan hệ song phương. Trong đó, Bắc Kinh yêu cầu Canberra xem Trung Quốc là đối tác thay vì đối thủ, tìm kiếm điểm chung trong các vấn đề, xây dựng sự ủng hộ của công chúng về tính tích cực và thực dụng, và phản đối sự thao túng của bên thứ ba. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles nói rằng chính phủ nước này đang cố gắng ổn định quan hệ song phương với đối tác thương mại lớn nhất của họ là Bắc Kinh, khi Ngoại trưởng hai nước dự kiến sẽ hội đàm bên lề của Hội nghị Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York. Ông Marles lưu ý, mặc dù Úc sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc trên tinh thần xây dựng, nhưng chính phủ vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ lợi ích quốc gia của mình. Ông cho rằng cuộc hội đàm tiềm năng giữa Ngoại trưởng Úc Benny Gong và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị là một phần của quá trình tìm cách ổn định quan hệ với Trung Quốc. Được biết, quan hệ song phương Trung-Úc đã xuống mức thấp dưới thời cựu Thủ tướng Scott Morrison sau khi ông kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc của COVID-19 vào năm 2020. Tháng 8 năm ngoái, Úc, Anh, Mỹ đã công bố thỏa thuận AUKUS ba bên mà Bắc Kinh cho rằng sẽ khơi mào một cuộc chạy đua vũ trang ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong khi đó, Trung Quốc và quần đảo Solomon đã công bố một thỏa thuận hợp tác an ninh vào tháng 4 này, dẫn đến những lo ngại về an ninh ở Canberra. Video được Reuters đăng tải cho thấy những người dân Pakistan đói khát đang xếp hàng, tay cầm các loại xoong nổi được phân phát gạo tại một trại do tổ chức phi chính phủ tư nhân lập nên, dành cho những người phải sơ tán do trận lũ lụt kinh hoàng vừa qua. Các quan chức Pakistan cho biết hàng trăm nghìn người dân đang sống cảnh màn trời chiếu đất, vì nước lũ lan rộng hàng trăm km, có thể mất đến 2-6 tháng, nước lũ mới có thể rút hết. Nước lũ đọng lại không chỉ gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, mà còn dẫn đến tình trạng nạn đói gia tăng. Vừa được ban phát gạo, ông Suma Badan, người dân tỉnh Sindh, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sau đợt lũ, buồn bã chia sẻ: "Mỗi một lần chúng tôi phải đi kiếm thức ăn cho gia đình, tôi có 6 đứa con, bằng này lương thực là không đủ, không biết ai ăn, ai nhịn bây giờ. Giờ đây chúng tôi chỉ có gạo, tối nay cũng không có gì thêm." Nhiều người khác cũng buồn rầu vì nỗi lo tương tự. Khu trại do tổ chức phi chính phủ dựng nên này có khoảng 85 gia đình đang tháo túc. Các nhân viên của tổ chức cho biết họ đã cố gắng hết sức, nhưng số người tị nạn do lũ lụt quá lớn nên khó có thể quản lý xuể. Trước đó, đợt gió mùa lịch sử đã gây ra lượng mưa kỷ lục trên khắp Pakistan, gấp 3 lần so với mức trung bình trong 3 thập kỷ. Cùng với tình trạng băng tan ở phía Bắc, đã gây ra trận lũ lụt kinh hoàng, ảnh hưởng đến gần 33 triệu người ở quốc gia 220 triệu dân, cuốn trôi nhà cửa, hoa màu, cầu, đường và gia súc, với thiệt hại ước tính khoảng 30 tỷ đô la Mỹ. Những người nông dân trồng táo ở miền Bắc nước Ý đang sử dụng tủ lạnh tự nhiên là các hang động ở dưới sườn đồi để bảo quản táo đã thu hoạch, như một cách để cắt giảm chi phí năng lượng, theo Reuters cho biết. Nhiệt độ ở dưới các hang này được duy trì ở mức ổn định trong các mùa. Tại thị trấn nhỏ Predaya, nhóm của bà Melinda đã tạo ra 34 khu vực làm lạnh trong các hang động rộng lớn để lưu trữ 12-13% sản lượng trái cây. Trong đó, táo được đựng trong các hộp nhựa xếp chồng lên nhau và được công nhân di chuyển sang khu vực lưu trữ.
Ông Mauro Elisher, quản lý của khu lưu trữ đặc biệt, chia sẻ, cách làm này mang đến nhiều lợi thế và lợi nhuận hơn. Đầu tiên phải kể đến tiết kiệm năng lượng. Từ năm ngoái, kết quả một cuộc thử nghiệm cho thấy cách làm này tiết kiệm được 32% điện so với cách làm thông thường. Các hang động này hiện là nơi lưu trữ khoảng 30.000 tấn táo. Con số dự kiến sẽ tăng lên 40.000 tấn trong tương lai. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.